Kính thưa các thầy các cô, để triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian vừa qua đấy, thì chúng ta triển khai chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Rồi tới đây là chúng ta sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ áp dụng đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022, sang năm tiếp theo theo lộ trình sẽ là áp dụng với lớp 7 và đến lớp 10 ở cấp trung học phổ thông từ năm học 2022-2023 để chuẩn bị cho cái việc là tổ chức thực hiện cái chương trình mới mà theo cái định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Thì từ nhiều năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trương, chỉ đạo và giao quyền chủ động cho các cái nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện cái kế hoạch giáo dục, thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông để bảo đảm được cái yêu cầu là thuận lợi cho cái việc là áp dụng phương pháp và kỹ thuật giáo dục tích cực, cũng như là áp dụng cái phương pháp và kỹ thuật kiểm tra đánh giá vì sự phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Trong cái việc hướng dẫn này thì từ nhiều năm qua, từ năm 2017 đến nay thì tất cả các nhà trường trên toàn quốc đã thực hiện rất là tốt cái hướng dẫn tại công văn số 4612 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với bốn cái yêu cầu đổi mới ở trong đó, thứ nhất là cái yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cái thứ hai là phải thực hiện tốt cái việc đổi mới phương pháp dạy học. Thứ ba là thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá và tổ chức cái thực hiện cái kế hoạch giáo dục trong nhà trường, thì kèm theo với cái đổi mới quản lý và tổ chức các hoạt động chuyên môn trong nhà trường thông qua cái việc là tăng cường cái hoạt động sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cái yêu cầu của cái công văn 4612, thì hôm nay ấy, là chúng tôi xin hướng dẫn các thầy các cô cụ thể hơn là cái việc là xây dựng và thực hiện cái kế hoạch giáo dục nhà trường để đảm bảo trong thời gian tới chúng ta thực hiện tốt cái chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và theo lộ trình sẽ thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Thế thì với cái yêu cầu như vậy thì mục tiêu của cái việc mà xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường là cái gì, thì các thầy cô cùng thống nhất quan điểm về cái mục tiêu như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải xây dựng và tổ chức thực hiện cái kế hoạch giáo dục nhà trường để đảm bảo cái việc là thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mà được ban hành tại cái quyết định 16 năm 2006 là cho chương trình hiện hành, và đối với chương trình mới là ban hành tại cái thông tư 32 năm 2018 với cái yêu cầu đã được quy định ở trong luật giáo dục 2019, đó là chương trình giáo dục phổ thông là được thực hiện thống nhất trên toàn quốc, nhưng mà được tổ chức thực hiện một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục. Chính vì vậy cho nên cái vai trò của các nhà trường trong cái việc tự chủ xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường là hết sức quan trọng, và đó chính là cái mục tiêu đầu tiên mà chúng tôi muốn nêu lên ở đây, là khi mà thực hiện cái việc là xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường thì chúng ta phải cùng nhau thống nhất để cái mục tiêu này. Cái thứ hai là khi mà chúng ta xây dựng được cái kế hoạch giáo dục của nhà trường ấy, thì sẽ phát huy được cái tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và của giáo viên trong cái việc thực hiện chương trình. Và đặc biệt là cần phải khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả cái cơ sở vật chất cũng như là thiết bị dạy học ở trong mỗi nhà trường để mà đảm bảo cho cái việc thực hiện tốt cái phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo cái yêu cầu là phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Thì cái mục tiêu thứ ba mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây, đó là chúng ta đã thực hiện cái đổi mới quản lý nhà trường từ nhiều năm qua rồi, thì bây giờ thêm một bước nữa chúng ta xây dựng cái kế hoạch giáo dục nhà trường để tổ chức thực hiện nhằm nâng cao cái hiệu lực và hiệu quả quản trị cái hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường, phải đảm bảo cái việc là thực hiện dân chủ cũng như là sự thống nhất của các tổ nhóm chuyên môn cũng như là các cái tổ chức khác trong nhà trường trong cái việc xây dựng cái kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục này, đặc biệt là cũng như là theo yêu cầu mới tại cái chúng ta đã thực hiện trong những năm qua đấy, thì cái việc mà đổi mới cái hình thức tổ chức cái hoạt động giáo dục không chỉ gọi là nằm ở trong cái khuôn viên nhà trường mà còn thực hiện ở cả bên ngoài nhà trường như quy định tại cái điều lệ ban hành điều lệ mới tại thông tư 32 cũng đã nêu rõ rồi, tức là cái kế hoạch giáo dục của nhà trường có thể được tổ chức thực hiện ở trong và ngoài lớp học, ở trong và ngoài khuôn viên nhà trường. Chính vì vậy cho nên cái việc xây dựng này nhằm cái mục tiêu thứ ba này, ở trong đó chúng tôi rất nhấn mạnh đó là đảm bảo được cái sự phối hợp
chặt chẽ giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan tổ chức có liên quan tại các cái địa phương trong cái việc tổ chức và thực hiện cái kế hoạch giáo dục của nhà trường. Thì đó chính là ba cái mục tiêu quan trọng mà chúng tôi muốn là trước khi đi vào chi tiết thì đề nghị tất cả các thầy các cô là cán bộ quản lý trong các nhà trường cũng như là các thầy cô giáo viên, chúng ta cùng nhau quán triệt ba cái mục tiêu này để mà chúng ta thực hiện một cách có hiệu quả cái việc xây dựng và tổ chức thực hiện cái kế hoạch giáo dục. Để xây dựng cái kế hoạch giáo dục của nhà trường thì trước hết là nhà trường ấy, là thầy hiệu trưởng sẽ phải là cái người chủ trì để tổ chức xây dựng cái kế hoạch giáo dục, mà bước đầu là phải tổ chức để xây dựng thống nhất được cái kế hoạch thời gian thực hiện cái chương trình của các cái môn học trong chương trình giáo dục phổ thông. Vì vậy cho nên là khi mà có cái yêu cầu xây dựng này thì hiệu trưởng sẽ phải là người tổ chức xây dựng và ban hành cái khung cách thời gian này. Thế để mà đảm bảo được cái việc xây dựng cái khung cách thời gian sử dụng một cách có hiệu quả nhất cái cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cũng như là cái đội ngũ giáo viên của nhà trường, thì Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các thầy cô là khi xây dựng cái khung thời gian kế hoạch thực hiện chương trình các môn học thì cần phải đảm bảo cái yêu cầu là số tiết trên một năm theo quy định. Đối với cái việc này ấy, thì chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đang quy định là số tiết trên tuần trong mỗi môn học. Nhưng mà chương trình giáo dục phổ thông mới thì với mỗi môn chỉ quy định tổng số tiết trong một năm thôi. Mà chúng ta đang chuẩn bị triển khai chương trình mới song hành cùng với cái chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Cho nên đối với các cái chương trình của các môn học khi vẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành thì Bộ cũng hướng dẫn các thầy cô là không cần phải thực hiện là chia đều cái số tiết theo tuần. Cũng không nhất thiết phải dạy một cái môn học ở tất cả các cái tuần ở trong một năm, mà có thể linh hoạt để tổ chức xây dựng cái kế hoạch thời gian sao cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của các nhà trường. Thì như thế là vừa là đảm bảo thực hiện cái chương trình hiện hành một cách linh hoạt, nhưng đồng thời cũng là một bước chuẩn bị rất là quan trọng cho cái việc thực hiện cái kế hoạch giáo dục đối với chương trình giáo dục phổ thông mới. Đối với cấp trung học phổ thông ở chương trình mới thì có một cái điều mà chúng ta cũng đã biết đối với chương trình mới là từ lớp 1 đến lớp 9 là đối với giáo dục phổ cập đấy, thì tăng cường cái giáo dục tích hợp nó có hai cái môn mới. Nhưng mà đối với cấp trung học phổ thông thì đó là giai đoạn định hướng nghề nghiệp, và ở cái giai đoạn định hướng nghề nghiệp này thì đảm bảo cho học sinh được lựa chọn theo cái định hướng nghề nghiệp của mình. Vì vậy cho nên trong chương trình đã thiết kế là ngoài các cái môn học bắt buộc thì nó có 3 nhóm môn học lựa chọn. Thì trong mỗi nhóm môn học lựa chọn này là có một số môn học, thí dụ như có 3 nhóm, là nhóm thứ nhất đó là các môn vật lý, hóa học và sinh học. Cái nhóm thứ hai là các môn lịch sử, địa lý, kinh tế và pháp luật. Cái nhóm thứ ba đó là môn công nghệ, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Thế thì với ba cái nhóm này thì trong chương trình cũng đã quy định, tức là các nhà trường sẽ phải xây dựng các cái tổ hợp của các cái môn học từ ba cái nhóm này, lấy ra 5 môn, ít nhất là mỗi nhóm là có ít nhất là 1 môn, thì các nhà trường phải chủ động xây dựng các cái tổ hợp này, tức là một số tổ hợp 5 môn được chọn từ ba cái nhóm môn lựa chọn này đấy, để mà tổ chức cho học sinh lựa chọn khi mà bắt đầu thực hiện chương trình này. Rồi là ở mỗi môn học trong chương trình giáo phổ thông thì ngoài cái phần nội dung kiến thức chung là phần lõi đấy, thì mỗi một môn học đều có thiết kế một cái cụm chuyên đề gồm có 3 cái chuyên đề học tập tương ứng với 35 tiết cho một môn. Thì trong chương trình cũng đã quy định là khi mà tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục thì các nhà trường cũng phải xây dựng một số cái tổ hợp các cái chuyên đề lựa chọn đấy, với tổng cộng là 105 tiết để mà cho học sinh lựa chọn thực hiện, để đảm bảo được đúng cái nguyện vọng của học sinh theo cái định hướng nghề nghiệp. Thế tuy nhiên là khi xây dựng 5 cái môn học này, các tổ hợp 5 môn học này cũng như tổ hợp 3 cái chuyên đề này thì chúng ta cũng phải tính toán đến cái điều kiện thực tiễn của nhà trường, bao gồm có điều kiện về đội ngũ thầy cô, rồi những cái điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Cho nên là căn cứ vào cái điều kiện này thì các nhà trường sẽ xây dựng một số các cái tổ hợp 5 môn đấy, và một số các cái tổ hợp 3 cái cụm chuyên đề của các cái môn học, để mà khi xây dựng xong thì chúng ta sẽ tổ chức cho học sinh lựa chọn. Nhưng khi học sinh lựa chọn thì cũng phải tính toán làm sao đấy là vừa đáp ứng được cái nguyện vọng, cái định hướng của học sinh, nhưng đồng thời cũng phải phù hợp với cái điều kiện tổ chức thực hiện của nhà trường. Và cái điều này cũng đã được quy định ở trong
chương trình tổng thể ban hành kèm theo thông tư 32 rồi. Và trong cái việc xây dựng cái khung kế hoạch thời gian này thì các nhà trường phải tính toán để xây dựng được các kế hoạch các tổ hợp này. Thế rồi đối với cái việc mà thực hiện các cái chương trình môn học ấy thì chúng tôi xin lưu ý là chương trình các môn học và hoạt động giáo dục thì trong cái chương trình mới thì có cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, thì cái đấy cũng là cái hoạt động ở trong chương trình. Tuy nhiên là khi thực hiện các chương trình môn học khác thì có thể được chủ động là lựa chọn phương pháp cũng như là hình thức tổ chức dạy học. Bởi vậy cho nên trong cái thông tư 32 ban hành điều lệ mới thì Bộ cũng đã có cái quy định là cái việc mà tổ chức thực hiện cái kế hoạch giáo dục nhà trường có thể được qua cái nhiều hình thức như là học lý thuyết, dạy giờ bài tập, nhưng mà cũng có thể tổ chức thông qua tham quan, thông qua cái hình thức câu lạc bộ, rồi là thông qua cái việc là tổ chức các cái hoạt động phục vụ cộng đồng, vân vân, thì nó đều là có cái nội dung để gắn với cái việc thực hiện cái chương trình môn học. Và vì vậy cho nên khi xây dựng cái kế hoạch thực hiện chương trình môn học thì các nhà trường cũng cần phải quan tâm là đối với từng môn học thì có thể tổ chức được cái hình thức dạy học thông qua các hình thức như là cắm trại, câu lạc bộ, tham quan cho cái môn học ấy hay không, để đảm bảo khi mà chúng ta tổ chức những cái hoạt động này thì cũng đã thực hiện được một phần cái nội dung của chương trình, chứ không phải tất cả mọi cái bài học ở trong chương trình thì đều phải thực hiện ở trên lớp. Đấy. Thì với cái tinh thần như thế thì các thầy các cô phải thống nhất cái việc là xây dựng một số những cái hoạt động giáo dục mà được tổ chức theo cái hình thức này. Đấy, và khi đó thì hiệu trưởng sẽ là người mà quyết định cái việc là tổ chức cái thời gian này sao cho phù hợp với cái thời gian thực hiện các cái chương trình môn học, để mà tạo cho học sinh có cái môi trường được trải nghiệm, được vận dụng các cái kiến thức kỹ năng của các cái môn học ấy vào trong thực tiễn của cuộc sống. Thì như vậy nó sẽ đáp ứng được cái mục tiêu là phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Sau khi đã có kế hoạch tổng thể của nhà trường mà được hiệu trưởng quyết định ban hành rồi thì các tổ nhóm chuyên môn sẽ phải xây dựng cái kế hoạch giáo dục của cái tổ nhóm chuyên môn của mình cho các cái môn học mà mình phụ trách. Thì với cái việc mà tổ chức cái kế hoạch xây dựng cái kế hoạch của tổ nhóm chuyên môn ấy thì nó sẽ bao gồm có hai phần, tức là đối mỗi một cái tổ nhóm chuyên môn thì sẽ có một cái kế hoạch là kế hoạch dạy học các môn học. Đấy. Thì kế hoạch dạy học các môn học này thì sẽ được tính toán là phân phối chương trình, thì chúng ta sẽ căn cứ vào chương trình môn học rồi căn cứ vào sách giáo khoa sau này chúng ta sẽ có, thì các cái tổ nhóm chuyên môn sẽ phải xây dựng được cái kế hoạch dạy học các cái môn học này, và bên cạnh đó sẽ là có một cái kế hoạch tổ chức các cái hoạt động giáo dục theo hình thức mà tham quan cắm trại hay là hoạt động phục vụ cộng đồng đấy. Thì với những cái hình thức này thì hai kế hoạch này nó sẽ đảm bảo là cho thực hiện đầy đủ cái chương trình môn học với các hình thức là vừa là dạy trên lớp nhưng cũng có thể là tổ chức thực hiện ở bên ngoài lớp học, ở trong các phòng thí nghiệm hoặc trong các câu lạc bộ, hoặc là tổ chức ở ngoài khuôn viên nhà trường như quy định đã được nêu ở trong cái thông tư số 32 ban hành điều lệ trường trung học cơ sở trung học phổ thông mới mà Bộ đã ban hành trong năm 2020. Thế thì với cái việc như vậy thì khi mà xây dựng cái kế hoạch của dạy học của các môn học ấy thì Bộ có ban hành là kèm theo cái hướng dẫn này là một cái khung kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình. Thì các thầy cô nghiên cứu kỹ cái khung này để mà thực hiện được cái việc mấy cái việc sau đây trong nội dung của cái khung ấy. Một là trước khi mà xây dựng cái kế hoạch dạy học các cái môn học thì chúng ta phải rà soát để xem là cái đặc điểm tình hình của trường mình như thế nào. Thứ nhất là chúng ta có bao nhiêu lớp, có bao nhiêu học sinh, thế rồi là đội ngũ giáo viên của chúng ta là có bao nhiêu thầy cô, và trình độ đào tạo của chúng ta cao đẳng, đại học, trên đại học như thế nào. Thế rồi là chúng ta cần phải rà soát theo cái quy định về cái mức chuẩn nghề nghiệp mà các thầy cô đã được đạt được theo cái quy định tại thông tư 20 của Bộ ở các cái mức như là tốt, khá, trung bình hoặc là chưa đạt. Một cái đặc điểm hết sức quan trọng mà chúng tôi xin nhấn mạnh ở trong cái khung kế hoạch dạy học các cái môn học đó, đó là chúng ta phải thống kê ra được những cái thiết bị dạy học đấy, mà theo cái danh mục dạy học tối thiểu cũng như là các cái phần thiết bị khác mà nhà trường có để có thể sử dụng được vào trong việc tổ chức dạy học các cái môn học này. Thì với cái yêu cầu này thì đối với mỗi môn học và ở mỗi lớp thì chúng tôi có yêu cầu là các thầy các cô phải xem xét, rà soát và liệt kê được là
hiện nay trong nhà trường mình có những cái bộ thiết bị thí nghiệm gì, với mỗi bộ thiết bị thí nghiệm như thế thì số lượng là có bao nhiêu, và có thể thực hiện được những cái bài thí nghiệm hay thực hành như thế nào để phục vụ cho cái việc tổ chức thực hiện cái chương trình môn học. Thì cái này là một cái yêu cầu là khi xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học các cái môn học thì ở tổ chuyên môn là các thầy cô phải phải liệt kê để ghi vào, để chúng ta biết chắc chắn là mình sẽ có những cái phương tiện gì, những cái thiết bị gì để có thể tổ chức dạy học được. Cái điều thứ hai nữa về cái điều kiện để tổ chức thực hiện cái chương trình thì chúng tôi cũng có yêu cầu là các thầy cô phải ghi vào cái khung cái kế hoạch dạy học các môn học này là những cái phòng thí nghiệm, những cái phòng thực hành, những phòng đa năng, những cái vườn trường, những cái nơi mà chúng ta có thể tổ chức được cho học sinh thực hiện các cái hoạt động học trong chương trình. Thế thì trên cơ sở đó thì tổ chuyên môn ấy, sẽ phải xây dựng được một cái phân phối chương trình cụ thể cho cái môn học ấy ở từng khối lớp trong trường mình. Cái phân phối chương trình này, đây là một cái quyền chủ động giao cho các thầy các cô ở trong nhà trường đây. Tức là khi mà chúng ta đã có một cái chương trình môn học được ban hành rồi, rồi sau này các thầy cô cũng sẽ lựa chọn sách giáo khoa, thì có sách giáo khoa là được biên soạn theo chương trình. Tuy nhiên là cái việc mà tổ chức thực hiện cái phân phối chương trình như thế nào ở trong nhà trường thì giao quyền cho các thầy các cô ở tổ chuyên môn được bàn bạc với nhau để xây dựng sao cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của nhà trường cũng như với đội ngũ giáo viên của nhà trường, làm sao đấy nó hiệu quả nhất, không quy định cứng là dứt khoát tuần nào cũng phải dạy, và cũng không quy định cứng là phải chia cái số đều số tiết theo các tuần, và cũng không quy định cứng là môn nào cũng phải dạy từ đầu năm đến cuối năm, mà tùy theo cái điều kiện thực tiễn của nhà trường mà các thầy cô có thể là cơ bản là các môn là được bố trí một cách phù hợp từ đầu năm đến cuối năm. Tuy nhiên cũng có những cái môn đặc thù thì các thầy cô cũng có thể tổ chức bắt đầu và kết thúc trong từng học kỳ để đảm bảo cái việc là huy động cái đội ngũ giáo viên trong trường mình một cách có hiệu quả nhất. Thì đấy là cái phần gọi là phân phối chương trình. Đồng thời là trong cái kế hoạch dạy học các môn học của các nhà trường ấy, đối với cấp trung học phổ thông thì là các thầy cô sẽ phải tính toán đến cái phần là tổ chức dạy học các cái chuyên đề lựa chọn. Đấy, bởi vì là khi mà chúng ta lên cấp trung học phổ thông thì học sinh sẽ thực hiện chọn theo cái định hướng nghề nghiệp của các em. Cho nên đối với mỗi tổ thì sẽ có được những cái chuyên đề lựa chọn là mà tổ chức cho học sinh là khác nhau. Cho nên các thầy các cô cũng phải xây dựng được cái kế hoạch này, xây dựng được cái chuyên đề này để đảm bảo là khi mà chúng ta tổ chức cho học sinh lựa chọn rồi tổ chức thực hiện cái việc này, nó đảm bảo được cái kế hoạch chung cho cả cái năm học của tổ chuyên môn cũng như là của cả nhà trường. Đối với cái việc là xây dựng cái kế hoạch của tổ chuyên môn thì còn một cái kế hoạch nữa mà như chúng tôi nói ở trên, đó là cái kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục như là tham quan câu lạc bộ hay là những hoạt động trải nghiệm hay là phục vụ cộng đồng. Thì khi xây dựng một cái kế hoạch là kế hoạch chung thì hiệu trưởng đã có một cái xây dựng cái khung kế hoạch chung cho toàn trường rồi. Nhưng mà đối với kế hoạch chung đó thì mỗi một tổ chuyên môn sẽ có thể phải chủ trì hoặc là phối hợp tổ chức thực hiện một cái hoạt động giáo dục nào đấy. Thế thì chúng tôi cũng có cái đề nghị là thế này, tức là khi mà cái tổ chuyên môn nào được phân công để chủ trì một cái hoạt động giáo dục nào thì phải xây dựng cái kế hoạch chi tiết cho cái hoạt động giáo dục ấy, và bao gồm là khi đã tổ chức chi tiết rồi thì phải nêu rõ được là cái mục đích và yêu cầu của cái hoạt động đấy là cái gì. Tránh những trường hợp là chúng ta chỉ có đưa học sinh đi tham quan hoặc là đi phục vụ cộng đồng mà chúng ta lại không gắn được với cái yêu cầu thực hiện cái chương trình môn học. Cho nên chính vì vậy trong cái tổ chuyên môn nào được chủ trì thì phải xây dựng kế hoạch chi tiết với các thành phần cơ bản mà chúng tôi nêu ở đây. Một là phải nêu rõ được mục đích yêu cầu. Cái thứ hai là phải trình bày được rõ ở trong cái kế hoạch này, đó là nội dung, hình thức và cái chương trình tổ chức cái hoạt động này như thế nào. Cái tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động đối với các cái đối tượng tham gia cái hoạt động này. Rồi là cụ thể cái thời gian và địa điểm tổ chức, có thể trong trường, ngoài trường, hoặc ở doanh nghiệp hay tại di sản, là các thầy cô phải xây dựng cái kế hoạch này một cách cụ thể và có cái nguồn lực được huy động để tổ chức thực hiện, để đảm bảo cho cái việc thực hiện cái này một cách có hiệu quả và chất lượng. Thì đấy là cái kế hoạch của tổ chuyên môn và chúng tôi xin nêu như vậy. Khi mà xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn thì có một cái yêu cầu, đó là
Theo điều lệ thì mỗi một tháng ấy, tức là có 2 tuần một lần là các cái tổ sẽ phải tổ chức sinh hoạt chuyên môn. Thế thì ngoài cái phần mà sinh hoạt chuyên môn mang tính phân công công tác rồi bình bầu thi đua rồi đánh giá công chức viên chức vân vân thì phần lớn các cái buổi sinh hoạt chuyên môn ấy là các thầy các cô phải dành cho đúng cái tính chất là sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Thì cái với cái dựa trên nghiên cứu bài học này tức là phải tăng cường xây dựng cái kế hoạch bài dạy minh họa. Thế rồi là tổ chức dạy học để dự giờ và phân tích rút kinh nghiệm, thì cái này chúng ta cũng thực hiện nhiều năm qua rồi, tức là phân tích rút kinh nghiệm cái giờ dạy là dựa trên phân tích hoạt động của học sinh. Mà cái này thì chúng ta cũng đã có nhiều lần các thầy các cô thực hành ở các nhà trường rồi. Muốn phân tích cái hoạt động của học sinh trong mỗi cái bài học thì đều phải tuân theo 4 cái bước quan trọng. Một là chúng ta phải mô tả xem là học sinh chúng ta đã hành động như thế nào trong cái hoạt động ấy. Rồi trên cơ sở những cái hành động của học sinh mà ta đã liệt kê ra được và thống nhất với nhau thì sẽ đánh giá được là vậy thì ở hoạt động ấy học sinh đã học được gì và chưa học được gì. Có minh chứng hẳn hoi là minh chứng là chính là cái sự mô tả cái hành động của học sinh ở cái bước trước đó. Sau khi đã đánh giá được những cái gì đã đạt được, cái gì chưa đạt được thì mới đi phân tích để tìm ra cái nguyên nhân là tại làm sao với cái hoạt động ấy thì học sinh đã thực hiện được điều này và chưa thực hiện được điều kia. Và sau khi phân tích được cái nguyên nhân này rồi thì chúng ta sẽ có được cái giải pháp, cái biện pháp để hoàn thiện hơn cho cái việc tổ chức cái hoạt động học ấy trong những cái bài học tiếp theo. Thì như thế là chúng ta sẽ đảm bảo được cái yêu cầu là sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn rất là có hiệu quả và thiết thực, gắn luôn với cả cái quá trình bồi dưỡng giáo viên, tập huấn giáo viên ở trong nhà trường theo cái hướng dẫn của Bộ hiện nay, đó là bồi dưỡng thường xuyên liên tục ngay tại trường và với sự hỗ trợ của giáo viên cốt cán mà triển khai trong chương trình ITEP hiện nay đang triển khai đối với các địa phương. Thì trong cái điều lệ tại thông tư 32 mới ban hành thì Bộ đã tinh giản cái hồ sơ sổ sách, đặc biệt là đối với sổ của thầy cô. Thì đối với thầy cô nào mà không làm công tác chủ nhiệm thì chỉ có 3 cái loại hồ sơ thôi. Một là cái kế hoạch giáo dục của cá nhân, thì cái đó chỉ làm có một lần trong một năm, và sau khi đã làm trong một năm rồi thì những năm tiếp theo sẽ là những năm được cập nhật và hoàn thiện thôi. Cho nên là cái này là cái chúng ta cũng phải là năm nào cũng làm mới tinh. Thế nhưng với cái kế hoạch đó rồi thì các thầy cô chỉ còn có 2 cái kế hoạch quan trọng, đó là cái hồ sơ quan trọng, đó là hồ sơ cái kế hoạch bài dạy, tức là cái giáo án đấy mà các thầy cô vẫn vẫn ai cũng dạy học cũng phải có thôi, và một cái sổ theo dõi và đánh giá học sinh thôi. Thế còn riêng với giáo viên chủ nhiệm thì có thêm một cái nữa, đó là cái sổ chủ nhiệm thôi. Thế thì chúng tôi không quy định là các thầy các cô phải có cái sổ dự giờ thăm lớp, chính là ở cái quy định này, tức là chúng ta tổ chức cái sinh hoạt chuyên môn ở trong nhà trường một cách là có tổ chức rất là hiệu quả để đảm bảo cái việc là đã đi dự giờ thăm lớp thì phải được là chuẩn bị thật là kỹ lưỡng, rồi được phân tích, rồi rút kinh nghiệm một cách có hiệu quả để đảm bảo chúng ta thu hoạch được sau mỗi một lần tổ chức thế này. Chính vì vậy cho nên chúng tôi không quy định, là bộ không quy định cái sổ dự giờ thăm lớp của thầy cô, mà các thầy cô ghi vào những cái sổ của cá nhân thôi, nhưng cái việc dự giờ thăm lớp của giáo viên thì sẽ được thực hiện theo cái kế hoạch sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường, mà ở đó cái điều lệ cũng đã quy định một cách hết sức là cụ thể. Bây giờ đối với kế hoạch giáo dục của giáo viên và cái bài dạy thì chúng tôi xin nêu mấy ý này các thầy cô chú ý để khi mà chúng ta triển khai thực hiện ở các nhà trường. Thứ nhất là kế hoạch giáo dục của giáo viên thì thực hiện trong một năm. Và khi mà thực hiện xây dựng trong một năm đấy, thì chúng ta đã biết là cả tổ đã cùng nhau xây dựng cái kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục cho mỗi cái môn học rồi. Thế thì mỗi giáo viên đều đóng góp ở trong đấy. Nhưng mà khi phân công công tác thì mỗi một thầy cô sẽ được phân công là dạy học cái môn học ấy ở những cái lớp nào cụ thể. Thế thì căn cứ vào cái phân công này mà các thầy cô sẽ cụ thể hóa cái kế hoạch dạy học cái môn học và hoạt động giáo dục mà tổ đã xây dựng. Thì với cái kế hoạch cái cụ thể hóa này thì cũng có cái hướng dẫn một cái khung này để các thầy các cô có thể xây dựng kế hoạch của cá nhân mình, nhưng ở đó sẽ không phải ghi lại toàn bộ tất cả những cái gì đã xây dựng ở trong kế hoạch của tổ chuyên môn, mà chỉ là những kế hoạch cụ thể là dạy các cái bài học với số tiết là bao nhiêu, dạy ở thời điểm nào, đặc biệt là sử dụng thiết bị dạy học nào để mà tổ chức dạy học cái bài học đó, và tổ chức dạy học cái bài học đó ở đâu, có nghĩa là ở trên lớp hay là
có thể là không phải ở trên lớp mà trong phòng thí nghiệm hoặc là trong phòng thực hành, hoặc là có thể là tổ chức ở bên ngoài nhà trường. Thì cái này là cái kế hoạch mà các thầy cô phải tổ chức xây dựng một cách có bài bản như vậy. Thế thì đối với cái kế hoạch này thì khi xây dựng thì chúng ta cũng hình dung là cả một cái kế hoạch dạy học của chúng ta như thế, thì ở cái bài học nào mà chúng ta thấy rằng là cái việc là có thể cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động thì là các thầy cô quyết định thôi. Thì cái này đã quy định tại thông tư 32 ban hành điều lệ rồi, ở điều 37 thì là chúng ta đã quy định là đây là một trong những hành vi mà học sinh không được làm. Nhưng mà cái không được làm này tức là không được sử dụng điện thoại di động hay các thiết bị dạy khác, các thiết bị khác ở trong lớp học khi nó không phục vụ cho việc học và không được sự cho phép của giáo viên. Chính vì vậy cho nên cái việc cho học sinh sử dụng điện thoại trong bài học hay không là hoàn toàn là do quyền của các thầy các cô. Như vậy chúng tôi đề nghị là các thầy các cô nếu quyết định thì phải được thiết kế cụ thể trong kế hoạch của bài dạy. Và trong kế hoạch bài dạy đấy thì giáo viên sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh thực hiện các hoạt động học này. Và nếu như cái hoạt động ấy có sử dụng cái điện thoại di động thì cái điện thoại di động lúc này chỉ được xem như là một thiết bị hỗ trợ cho cái hoạt động ấy mà thôi. Thì đối với cái việc kiểm tra đánh giá thường xuyên thì cái điều này cũng đã quy định ở trong cái thông tư 26 ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 58 về đánh giá học sinh rồi. Thì trong cái việc đánh giá thường xuyên này thì các thầy cô cũng đã được tìm hiểu là chúng ta có các hình thức đánh giá thường xuyên thông qua hỏi đáp, thông qua viết hoặc là thực hành hoặc là thí nghiệm hoặc là thông qua sản phẩm học tập. Quy định như vậy là bởi vì khi tổ chức dạy học ở các cái bài học mà được thiết kế theo cái kế hoạch bài dạy thì các thầy cô sẽ phải lồng ghép cái việc là kiểm tra đánh giá thường xuyên ngay trong cái quá trình tổ chức các cái hoạt động học cho học sinh. Lúc đó căn cứ vào từng cái bài học cụ thể, từng cái hoạt động học cụ thể mà các thầy cô có thể là hỏi học sinh để kiểm tra học sinh thường xuyên bằng hỏi đáp, cũng có thể giao cho học sinh một cái nhiệm vụ nào đó phải viết, thì đấy chính là một cái hình thức là kiểm tra viết khi mà kiểm tra đánh giá thường xuyên. Rồi là nếu như cái bài học đó là có cái bài học có thực hiện cái thí nghiệm hay là thực hành thì bản thân cái hoạt động thí nghiệm thực hành ấy cũng được sử dụng để mà đánh giá thường xuyên học sinh trong quá trình thực hiện các cái bài học, nhất là đối với các cái hoạt động dạy học thì bao giờ cái yêu cầu cũng phải là có một cái sản phẩm cụ thể. Như vậy khi các thầy các cô tổ chức dạy học như thế thì căn cứ vào sản phẩm học sinh thực hiện chúng ta có thể có được những cái kiểm tra đánh giá thường xuyên theo một trong các cái hình thức mà đã quy định tại thông tư 26. Trong cái kế hoạch mà các thầy các cô xây dựng ấy thì sẽ phải xây dựng cả cái kế hoạch kiểm tra đánh giá định kỳ. Thì theo cái thông tư 26 ta đã sửa 58 đã quy định thế này là việc kiểm tra đánh giá định kỳ thì đã được quy định là chỉ có cái bài kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra cuối kỳ. Đấy, giữa kỳ 1, cuối kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 2. Và trong đó cũng đã có yêu cầu là khi thực hiện cái bài kiểm tra định kỳ này thì có các hình thức là một là bài kiểm tra trên giấy hoặc là trên máy tính, hai là có thể là kiểm tra thông qua bài thực hành hoặc là kiểm tra thông qua một cái dự án học tập. Thế thì để chuẩn bị cho cái việc kiểm tra đánh giá định kỳ trong mỗi một cái môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình thì nhà trường phải tổ chức xây dựng cái kế hoạch này. Đối với cái việc mà xây dựng cái kế hoạch kiểm tra thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra đấy ở trên giấy hoặc trên máy tính thì chúng ta phải chú trọng là xây dựng được một cái ngân hàng câu hỏi bao gồm câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận theo cái ma trận đặc tả để đáp ứng cái yêu cầu về bốn cái mức độ nắm vững kiến thức và kỹ năng của học sinh. Thứ nhất là đối với cái yêu cầu về ở mức độ nhận biết thì các thầy cô lưu ý là khi xây dựng ấy là chúng ta phải thống nhất với nhau là những cái câu hỏi như thế nào là câu hỏi ở mức độ nhận biết. Thì chúng tôi có cái hướng dẫn thế này là các câu hỏi yêu cầu học sinh nhận ra hoặc là nhớ lại các thông tin đã được tiếp nhận trước đó hoặc là mô tả đúng cái kiến thức kỹ năng đã được học theo các bài học trong chủ đề ở trong chương trình. Thì như vậy nếu những câu hỏi mà nó ở chỉ ở mức độ ấy thôi thì chúng ta gọi là mức độ nhận biết. Nhưng ở mức độ cao hơn đó là mức độ thông hiểu thì các câu hỏi phải đòi hỏi học sinh giải thích hoặc là diễn đạt được cái thông tin theo cái ý hiểu của riêng cá nhân thì như vậy mới đạt được ở mức độ thông hiểu và yêu cầu học sinh so sánh áp dụng trực tiếp những kiến thức kỹ năng đã học vào các cái bài học hoặc là trong các chủ đề của chương trình môn học. Thì với mức độ câu hỏi như thế là mức độ câu hỏi đã đạt được ở mức độ thông hiểu.
Mức độ thứ ba là mức độ là vận dụng. Thì mức độ vận dụng là những cái câu hỏi yêu cầu sinh phải sử dụng kiến thức kỹ năng đã học để giải quyết được các vấn đề trong trong các cái tình huống gắn với các cái nội dung đã được học ở các bài học. Đấy, thì đối với cái câu hỏi mang tính vận dụng này là học sinh đã phải sử dụng kiến thức kỹ năng một cách tổng hợp hơn, đã được giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt ra trong 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 cái chương trình của môn học thì đã đạt được ở mức độ vận dụng rồi. Và mức độ thứ tư đó là vận dụng cao, đó là các cái câu hỏi yêu cầu sinh vận dụng kiến thức một cách tổng hợp hơn, có thể ở nhiều bài hơn, và những cái kỹ năng đã học đấy, đã được rèn luyện trong quá trình học các cái môn học để mà giải quyết các vấn đề đặt ra ở trong các tình huống mới chứ không phải những tình huống quen thuộc, đặc biệt là để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, mà những vấn đề này nó phù hợp với các cái mức độ cần đạt của chương trình môn học. Chúng tôi cũng lưu ý là không ra là vượt quá cái yêu cầu cần đạt của chương trình, nhưng cái mức độ vận dụng cao cũng là những mức độ mà đáp ứng được yêu cầu cần đạt trong chương trình các môn học. Thế thì khi mà xây dựng cái ma trận đặc tả đề như thế này thì các thầy cô hiệu trưởng trong các nhà trường phải chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn xây dựng được cái ma trận cho riêng cái môn học của mình ở từng khối lớp. Bây giờ đối với các cái bài kiểm tra thực hành hoặc là dự án học tập thì phải nêu rõ các cái tiêu chí cụ thể để đánh giá phù hợp theo yêu cầu. Thì riêng mà cái việc xây dựng các cái bài kiểm tra thông qua các bài thực hành hoặc là thông qua các cái dự án học tập thì các nhà trường, các tổ chuyên môn phải xây dựng được cái tiêu chí hết sức là cụ thể theo đặc thù của từng cái các cái bài thực hành cũng như là từng cái dự án học tập mà nó đánh giá được theo các cái mức độ mà học sinh phải sử dụng những kiến thức, cái kỹ năng đã học để mà giải quyết, để mà thực hiện các cái bài thực hành cũng như là các dự án học tập đó. Có một cái yêu cầu mà chúng tôi cũng muốn nêu ra là trong thông tư số 26 thì các cái môn học đều được khuyến khích là đánh giá, đã được quy định đấy là đánh giá kết hợp giữa nhận xét và cho điểm. Thế thì đối với cái việc tổng hợp cái nhận xét cuối năm ấy thì các cái môn học mà đánh giá bằng nhận xét, ở đây là bao gồm có môn âm nhạc, mỹ thuật và thể dục ấy, thì khi mà đánh giá bằng nhận xét thì các thầy cô phụ trách các môn này phải thực hiện cái việc là tổng hợp cái đánh giá cuối kỳ và cuối năm đấy, để ghi vào học bạ như bình thường các thầy cô vẫn đang thực hiện. Còn tất cả các môn học, đối với tất cả các môn học chúng ta có quy định là đánh giá bằng nhận xét và điểm số kết hợp, thì cái việc nhận xét thì các thầy cô đã thực hiện trong cái quá trình tổ chức dạy học các cái môn học ở các cái bài học rồi, thì đến khi mà tổng kết lại thì cái hướng dẫn của bộ là khuyến khích các thầy cô đấy, hướng dẫn rồi giao cho học sinh đấy, tự viết cái bảng nhận xét đánh giá của bản thân về những cái ưu điểm hay là những cái mặt còn hạn chế hoặc là những cái sự tiến bộ của các em ở trong từng cái môn học đấy. Mà nếu như mà chúng ta giao cho học sinh như vậy thì cũng là một cái cách là bản thân học sinh cũng tự đánh giá được mình và cũng thấy rằng là mình có ưu điểm gì, có hạn chế gì và đã có những cái tiến bộ gì trong học cái môn học ấy trong cả một học kỳ cũng như là cả năm học. Thì căn cứ vào cái phần tự viết nhận xét của học trò đấy thì các thầy các cô sẽ tiếp tục là căn cứ vào cái kết quả đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học cái môn học này cũng như là cái kết quả đánh giá bằng cái điểm số của các bài kiểm tra định kỳ của em học sinh đó đối với cái môn học của mình, thì đưa ra những cái lời nhận xét, góp ý, đánh giá để cho học sinh hoàn thiện hơn cũng như là chỉnh sửa cái bản tự nhận xét của mình và sẽ thông báo cho cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh biết được là cái sự cố gắng phấn đấu của hay là kết quả học tập của học sinh trong quá trình học tập của từng môn học ở trong chương trình. Thì đấy là đối với kế hoạch kiểm tra đánh giá định kỳ. Thì bây giờ để mà thực hiện các cái kế hoạch đó thì cả phần trên mà chúng tôi đã nêu rõ là ở các nhà trường phải tổ chức xây dựng cái kế hoạch giáo dục theo cái hướng dẫn này. Nhưng mà bây giờ tổ chức thực hiện cái kế hoạch của từng dạy học và cái giáo dục của từng cái môn học ấy, hoạt động giáo dục trong chương trình thì là các thầy các cô được phân công phụ trách phải đảm nhiệm cái này. Và đây chính là một cái phần mà chúng ta phải làm sao đấy đảm bảo được cái yêu cầu của cái sự đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Muốn như thế thì với mỗi bài học là chúng ta phải thực hiện cái việc xây dựng kế hoạch dạy học một cách rất là cụ thể để đảm bảo rồi khi chúng ta chuẩn bị kỹ như vậy thì lên lớp hay tổ chức cho học sinh hoạt động học thì sẽ phát huy được cái tinh thần tự lực và sáng tạo của học sinh.
Để muốn như vậy thì chúng tôi xin nêu ra cái yêu cầu về cái xây dựng một cái kế hoạch bài dạy như thế này. Trước hết là ở mỗi cái bài dạy thì chúng ta phải thiết kế một cái bài này, là không phải là chúng ta chỉ thiết kế theo từng tiết, mà bài học này trước hết phải thống nhất, đó là một cái bài mà giải quyết tương đối trọn vẹn một vấn đề. Đấy. Và cái thời lượng thực hiện nó không phải là mỗi một cái bài này là một tiết 45 phút như là các cái bài trong sách giáo khoa, như các tiết trong sách giáo khoa hiện nay đâu, mà đã từ nhiều năm rồi đấy, các thầy cô đã thực hiện rồi. Chúng ta phải căn cứ vào nội dung của các cái bài đó để mà xây dựng một cái bài học để thực hiện trong nhiều cái tiết học hơn, để giải quyết tương đối trọn vẹn một cái vấn đề nào đó theo một cái chủ đề của cái chương trình môn học. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta xây dựng cái khung cái bài dạy này thì chúng ta cũng phải thống nhất với nhau để xác định được mục tiêu của từng cái bài. Và mục tiêu thì trong cái chương trình môn học thì đã quy định là cái nội dung cũng như yêu cầu cần đạt. Nhưng mà yêu cầu cần đạt của chương trình thì luôn luôn là gắn với những cái kiến thức rất là cụ thể mà học sinh cần phải chiếm lĩnh, để mà qua cái việc chiếm lĩnh đó thì mới sử dụng cái kiến thức đó thì mới phát triển được phẩm chất và năng lực. Cho nên chúng ta cũng hết sức lưu ý là ở đây là dạy học theo định hướng phát triển năng lực, thì cái nội dung kiến thức mà học sinh cần phải chiếm lĩnh cũng hết sức là quan trọng, bởi vì đó chính là cái nguyên liệu mà để cho học sinh có thể vận dụng, sử dụng, giải quyết các cái vấn đề, và thông qua đó thì mới phát triển được cái phẩm chất năng lực như là mục tiêu của chương trình đã đặt ra. Vì vậy cho nên trong mỗi bài thì cái khi chúng ta xây dựng kế hoạch bài dạy đó thì phải xác định đầu tiên, đó là xác định rõ cái yêu cầu cần đạt về kiến thức mà học sinh cần phải học ở trong cái bài này để mà thực hiện được các yêu cầu cần đạt của cái nội dung hoặc là chủ đề tương ứng trong cái chương trình môn học hoặc là hoạt động giáo dục mà đã được quy định. Trên cơ sở cái kiến thức mà học sinh cần phải học ở cái bài này thì cũng căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chương trình, chúng ta sẽ xác định được đấy, những cái biểu hiện của cái năng lực mà cần phải phát triển cho học sinh. Nó thể hiện bằng cái yêu cầu học sinh làm được gì đấy, ghi ở trong cái biểu hiện cụ thể của năng lực chung và năng lực đặc thù đấy mà học sinh cần phải phát triển khi thực hiện các cái nội dung học tập của các chương trình. Thì đây, đối với mỗi một cái hoạt động học ở trong đây thì học sinh cần phải làm được cái gì để mà chiếm lĩnh hoặc là để mà vận dụng cái kiến thức theo yêu cầu cần đạt của chương trình. Thì cái này là chúng tôi xin lưu ý là không phải khi nói đến cái mục tiêu năng lực ở trong các bài học mà chúng ta lại cứ nêu lên cái năng lực rất là lớn, là 10 cái năng lực ở trong chương trình, thì nó không đúng với cái nội dung cụ thể của từng cái bài học. Tiếp theo đó là cái mục tiêu phát triển phẩm chất của học sinh. Thì ở đây chúng ta cũng phải nêu cụ thể cái yêu cầu về hành vi thái độ, tức là cái biểu hiện cụ thể của phẩm chất cần phát triển của học sinh gắn với cái nội dung của cái bài dạy này. Và như vậy thì học sinh sẽ được hình thành cái phẩm chất này trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập, và cũng như là quá trình vận dụng những cái kiến thức đã học ở trong cái bài đó vào trong cái thực tiễn của cuộc sống. Cái thứ hai là đối với cái phần thiết bị dạy học và học liệu cần xác định trong mỗi một cái bài học. Cái điều này chúng tôi xin nêu cụ thể thế này, là chúng ta không thể nêu một cách chung chung, tức là bài này sử dụng thiết bị này thiết bị kia, mà chúng ta cần phải nêu hết sức cụ thể là các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài này để tổ chức cho học sinh nhằm cho học sinh hoạt động để đạt được cái mục tiêu, cái yêu cầu của bài dạy như thế nào. Cụ thể là muốn hình thành phẩm chất năng lực nào thì hoạt động phải tương ứng và phù hợp. Chúng ta vẫn nói tức là muốn phát triển năng lực thì hành động nào là năng lực đấy. Ở đây tôi xin nói thêm cụ thể là thế này, khi chúng ta lựa chọn cái thiết bị dạy học và học liệu cho mỗi một cái bài học thì phải nêu rõ, chẳng hạn nếu là đó là thiết bị thí nghiệm thì đó là bộ thí nghiệm nào, để thực hiện được những thí nghiệm cụ thể nào. Chính vì vậy cho nên là trong cái khung kế hoạch dạy học môn học ấy, chúng ta mới có cái phần ở trên là phải liệt kê được các cái bộ thí nghiệm học liệu ở trong cái nhà trường đang có. Đấy, cái điều đó cho nên là khi mà chúng ta nêu ở đây là như vậy, hoặc là trong bài này cần phải sử dụng cái học liệu gì phải hết sức cụ thể. Thế còn phần chính của cái khung kế hoạch bài dạy đó là các cái hoạt động. Thì khi chúng ta thiết kế một cái kế hoạch bài dạy là chúng ta phải thiết kế theo một chuỗi các hoạt động học. Cái này thì cũng đã được hướng dẫn tại 12 tiêu chí ở công văn số 5555 từ năm 2014 đến bây giờ rồi. Thì ở đây chúng ta chỉ nêu cụ thể hơn thôi. Thứ nhất là đối với cái việc là tổ chức mỗi bài học thì thông thường bao giờ cũng phải bắt đầu bằng một cái hoạt động.
mở đầu. Hoạt động mở đầu ấy có thể là một cái nhiệm vụ mở đầu giao cho học sinh, cũng có thể là một cái tình huống hay một vấn đề nào đó để học sinh được thực hiện, và qua đó thì xác định được cái vấn đề chính của bài học này cần phải thực hiện và cần phải giải quyết. Thì với cái hoạt động như thế này thì trong mỗi hoạt động thì các thầy các cô đều phải biên soạn và xác định rõ cái mục tiêu. Chẳng hạn đối với hoạt động như thế này thì cái mục tiêu là chúng ta phải nêu rõ là mục tiêu học sinh phải được xác định được vấn đề hay là nhiệm vụ cụ thể cần phải giải quyết trong bài học, hoặc là xác định rõ được cách thức giải quyết vấn đề để thực hiện nhiệm vụ trong các cái hoạt động tiếp theo của chính cái bài học này. Đấy, thì cái này là chúng ta không gọi là khởi động, mà chúng ta nói là cái hoạt động số 1 là hoạt động mở đầu, là xác định vấn đề hoặc là xác định cái nhiệm vụ học tập trong cả cái bài này là như vậy. Cái phần thứ hai là đối với mỗi một cái hoạt động thì chúng ta đều nêu là cái nội dung. Thì nội dung ở đây chính là nội dung của cái hoạt động ấy, mà cụ thể là nêu rõ được nội dung yêu cầu hay là nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện. Chẳng hạn như ở đây yêu cầu là yêu cầu học sinh phải xử lý tình huống nào thì phải viết cụ thể cái tình huống ấy ra. Hoặc là ở đây là nội dung học sinh phải trả lời câu hỏi nào thì viết cụ thể câu hỏi đấy ra. Học sinh phải giải bài tập nào thì cũng phải viết cụ thể cái bài tập này ra. Học sinh phải tiến hành thí nghiệm nào thì cũng phải ghi rõ, mô tả rõ cái thí nghiệm này. Chẳng hạn học sinh phải tiến hành được một cái thí nghiệm về sự rơi tự do của các vật, chẳng hạn thí dụ thế, hay là học sinh phải thực hành để chế tạo hay để làm được một cái vật gì đó. Đấy. Ở cái hoạt động này chúng ta phải giao như thế. Thì cái phần nội dung là như vậy. Về sản phẩm, thì cái sản phẩm này chính là cái sản phẩm hoạt động mà học sinh thực hiện theo cái nội dung đã mô tả ở trên. Đó là học sinh phải trình bày cụ thể cái yêu cầu về nội dung và hình thức của sản phẩm hoạt động mà theo cái nội dung yêu cầu nhiệm vụ học sinh phải hoàn thành. Chẳng hạn như là kết quả xử lý tình huống được giao, hay là đáp án của câu hỏi, hay là của cái bài tập mà đã được nêu, hay là kết quả của cái thí nghiệm thực hành mà học sinh phải làm. Đấy. Hoặc là trình bày và mô tả được các cái vấn đề cần giải quyết hoặc là nhiệm vụ học tập phải thực hiện tiếp theo trong cái bài học này, cũng như là đề xuất cái giải pháp thực hiện. Thì cái này đã giúp cho các thầy cô khi thiết kế một cái hoạt động học là phải hình dung rõ là học sinh sẽ phải làm như thế nào, phải thực hiện như thế nào, và với cái việc thực hiện như thế thì học sinh sẽ phải làm ra được sản phẩm gì mà chúng ta phải nhìn được, phải đánh giá được. Đấy, cho nên phải làm ra được cái gì, viết ra được cái gì, thậm chí là phải nói được cái gì hoặc là trình bày được cái gì thật là cụ thể. Sau đó thì với cái yêu cầu như trên, với nội dung như trên, cùng với cái sản phẩm mà yêu cầu học sinh phải đạt được, đó là sản phẩm mong muốn ấy, thì chúng ta phải xây dựng được cái cách thức tổ chức thực hiện. Mà ở đây là các thầy cô khi soạn cái bài dạy này là phải trình bày được cụ thể các bước tổ chức thực hiện cái hoạt động ấy, bao gồm từ cái việc giao nhiệm vụ cho học sinh thế nào để học sinh tiếp nhận được, rồi khi mà học sinh thực hiện thì sẽ tổ chức như thế nào, học sinh làm việc cá nhân hay là làm việc theo nhóm ngay từ đầu. Rồi thứ ba là phải yêu cầu học sinh báo cáo rồi thảo luận làm sao, và đặc biệt là với cái hoạt động này thì người giáo viên ấy phải dự kiến là sẽ kết luận thế nào, tức là nhận xét, đánh giá và kết luận như thế nào về cái nội dung hoạt động này để đảm bảo cho học sinh là đạt được cái yêu cầu, cái mục tiêu đặt ra của cái hoạt động ấy. Đối với cái hoạt động thứ hai thì đây là một hoạt động như là một cái lẽ tự nhiên, là kết thúc hoạt động 1 thì nó sẽ chuyển sang cái hoạt động 2. Mà hoạt động 2 này tức là một cái hoạt động mà đối với mỗi bài học thì chúng ta cần phải có một cái nội dung kiến thức mới mà học sinh cần phải học được ở cái bài này. Cho nên đối với hoạt động 2 là hình thành kiến thức mới hoặc là giải quyết cái vấn đề đã đặt ra từ hoạt động 1, hoặc là chỉ là thực thi cái nhiệm vụ đặt ra từ hoạt động 1 thôi. Chúng tôi ghi như vậy để cho nó rất là linh hoạt đối với từng cái môn học cũng như từng cái nội dung kiến thức cụ thể, thì các thầy cô chọn cái từ ở trên đó cho nó phù hợp. Đấy. Thế thì mục tiêu ở đây tức là giúp cho học sinh thực hiện được nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh kiến thức mới, hoặc là giải quyết vấn đề đặt ra, hoặc là thực hiện cái nhiệm vụ đã đặt ra từ cái hoạt động 1. Nội dung là yêu cầu nêu rõ được cái nội dung yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc hoặc là với sách giáo khoa, hoặc là với thiết bị dạy học, hoặc là với học liệu cụ thể nào đấy. Như tôi đã nói ở trên là cái phần mà thiết bị dạy học liệu là phải rất cụ thể, thì đến đây chúng ta mới nêu được cụ thể là học sinh sẽ phải được yêu cầu là đọc này, hoặc là xem, hoặc nghe, hoặc nói, hoặc làm cái gì để có thể chiếm lĩnh được kiến thức hoặc là vận dụng kiến thức để giải quyết được cái vấn đề hay là các nhiệm vụ học tập đã đặt ra từ cái hoạt động 1. Như vậy là thường là hoạt động 1, hoạt động 2 nó đi liền với nhau. Đấy, để đảm bảo cho là học sinh
có thể chiếm lĩnh được kiến thức mới theo yêu cầu của cái nội dung bài dạy. Sản phẩm của hoạt động này thì thông thường đó là trình bày cụ thể về kiến thức mới hoặc là kết quả giải quyết vấn đề hoặc là thực kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập mà học sinh cần phải viết ra được, phải trình bày ra được, phải làm ra được. Đấy, thì tôi xin nhấn mạnh cái chỗ này là các thầy cô khi soạn bài là viết cụ thể đấy, chứ không phải là ở đây chỉ viết vào cái phương án hay nguyên lý đâu, tức là sản phẩm phải viết cụ thể, chẳng hạn kiến thức là kiến thức gì, hay là kết quả giải quyết vấn đề là kết quả như thế nào, là viết thẳng cái kết quả đấy vào đây, hoặc là kết quả thực hiện nhiệm vụ đó làm sao. Đấy, rất là cụ thể. Và cái bước thứ tư vẫn là tổ chức thực hiện. Thì ở đây cái hoạt động này thì người giáo viên phải hình dung cái cách thức hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của học sinh. Thì tại sao ở chỗ này không nói cái chuyện giao nhiệm vụ nữa, là vì thông thường là từ cái hoạt động 1 ấy là nó đã đặt ra được vấn đề cho hoạt động 2 rồi, cho nên học sinh thường là sẽ kết thúc hoạt động 1 thì liên tục sẽ phải thực hiện hoạt động 2 để có được cái kiến thức mới để giúp cho giải quyết vấn đề đã đặt ra từ hoạt động 1. Bây giờ cái phần tiếp theo là cái hoạt động luyện tập. Thì đây là cái hoạt động mà như chúng ta trước đây đó, phần trên thông thường ta gọi là bài lý thuyết ấy, thì đi liền sau đó là cái giờ bài tập luyện tập đấy. Thì cái việc này là đạt được cái mục tiêu là giúp cho học sinh vận dụng được kiến thức đã học ở cái hoạt động phía trên để mà phát triển các kỹ năng vận dụng kiến thức này của học sinh. Thì đây chính là một cái yêu cầu để mà học sinh vận dụng kiến thức nhằm cái mục tiêu phát triển năng lực đây. Thì với cái hoạt động này thì thông thường là được tổ chức thông qua hệ thống các cái câu hỏi bài tập hoặc là bài thực hành hoặc là bài thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện. Thế thì nội dung chính là cái yêu cầu của học sinh phải là trả lời câu hỏi hay làm bài tập hay là làm bài thực hành hay thí nghiệm. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh chữ hệ thống, có nghĩa là trong mỗi một cái bài dạy như thế này thì các thầy cô hình dung là cần phải phát triển cho học sinh những kỹ năng gì, thì phải chọn một số các cái bài học rất là có chủ ý, tạo thành một hệ thống để có thể phát triển cho học sinh tất cả các kỹ năng mà các em cần phải phát triển đối với nội dung kiến thức ấy. Chúng tôi xin lưu ý là số lượng bài tập thì nên là tối thiểu, nhưng mà cái số dạng thì nó đảm bảo được là đầy đủ để mà phát triển đầy đủ các kỹ năng cho học sinh. Sản phẩm của cái hoạt động này thì nó là đáp án, là lời giải các câu hỏi bài tập, mà các bài thực hành thí nghiệm thì đó là những cái dữ liệu rồi kết quả thực hiện của học sinh, và cũng có thể đó là những cái sản phẩm yêu cầu học sinh phải viết báo cáo hoặc là thuyết trình về những kết quả thực hiện các cái bài tập hay là câu hỏi hay là những cái bài thực hành thí nghiệm mà được giao để mà đáp ứng đúng cái yêu cầu, cái mục tiêu ở trên đó là luyện tập để phát triển các cái kỹ năng. Và phần tổ chức thực hiện thì cũng cần phải nêu rõ cách thức giao nhiệm vụ cho học sinh, rồi là hướng dẫn cho học sinh thực hiện cũng như là kiểm tra đánh giá kết quả mà học sinh đã thực hiện ở trong cái hoạt động này. Cái hoạt động thứ tư là một cái hoạt động vận dụng. Thì theo yêu cầu về phát triển năng lực của học sinh thì rất là cần thiết phải tổ chức các cái hoạt động vận dụng này. Tuy nhiên không phải bài nào với cái một nội dung kiến thức nào ở trong cái bài học cũng có thể là thuận lợi cho cái việc là giao cho học sinh cái hoạt động vận dụng. Cho nên ở đây cái mục tiêu ấy là chúng ta cần phải nhấn mạnh đó là nêu rõ được cái mục tiêu phát triển năng lực của học sinh thông qua nhiệm vụ hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức kỹ năng vào thực tiễn. Mà cái này tức là theo từng bài học hoặc là nhóm bài học có nội dung phù hợp. Tóm lại là khi nào cái nội dung bài học mà có cái cơ hội tốt cho cái việc là vận dụng vào thực tiễn thì chúng ta phải tận dụng để mà giao cho học sinh cái nhiệm vụ này. Đối với nội dung này, đối với cái hoạt động này thì cái nội dung của nó là phải mô tả rõ cái yêu cầu học sinh phát hiện hoặc là đề xuất các vấn đề hoặc là tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học. Đấy, hoặc là cái nhóm bài học đấy, và vận dụng để các kiến thức đã học ở trong các cái bài học này để mà giải quyết. Thì như thế là đáp ứng được yêu cầu cho học sinh là vận dụng kiến thức vào thực tiễn để phát triển năng lực đấy. Sản phẩm thì nêu rõ yêu cầu về nội dung và hình thức báo cáo phát hiện, báo cáo rồi những cái phát hiện về cách giải quyết vấn đề rồi các tình huống vấn đề trong thực tiễn. Thì để đối với cái phần sản phẩm này chúng ta có thể thấy là rất là mở. Bởi vì đối với câu hỏi vận dụng là thường là giao cho học sinh là tự học sinh phải phát hiện ra vấn đề, tự phát hiện ra tình huống để mà vận dụng kiến thức vào giải quyết mà. Cho nên là cái đáp án là đáp án mở, chứ nó không giống nhau cho tất cả mọi học sinh. Cho nên chỗ này chúng tôi cũng xin lưu ý các thầy cô là phải phân biệt rất là rõ giữa cái hoạt động luyện tập. Luyện tập là chúng ta giao cho học sinh các cái câu hỏi, các bài tập, các cái thí nghiệm thực hành. Đấy. Có thể là những cái bài khó, bài nâng cao nhưng nó vẫn là ở mức độ là luyện tập thôi. Thế còn đã là vận dụng có nghĩa là phải giao cho học sinh vận dụng kiến thức và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Và như thế thì học sinh sẽ phát hiện vấn đề
thì mỗi học sinh có thể phát hiện những vấn đề là khác nhau để giải quyết, nhưng nếu là cùng một vấn đề thì mỗi học sinh cũng sẽ có cái cách thức giải quyết vấn đề là khác nhau. Và như thế cho nên chúng tôi mới nói là cái phần này là sản phẩm phải nêu rõ những yêu cầu về nội dung và hình thức báo cáo của học sinh, bao gồm cái báo cáo về sự phát hiện cũng như là giải quyết vấn đề và giải quyết các tình huống trong thực tiễn mà gắn với nội dung bài học mà chúng ta giao cho học sinh. Về tổ chức thực hiện thì chúng tôi xin lưu ý là cái việc tổ chức thực hiện hoạt động này thì cơ bản đó là giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp báo cáo để trao đổi, để chia sẻ và để đánh giá vào các thời điểm phù hợp trong cái kế hoạch giáo dục môn học cũng như hoạt động giáo dục của giáo viên. Chứ không phải là chúng ta cứ tất cả mọi hoạt động vận dụng là chúng ta đưa lên lớp chúng ta dạy như là cái hoạt động luyện tập, thì như thế nó không đúng với cái tinh thần này. Cho nên là đối với cái vận dụng là giao cho học sinh thực hiện cơ bản ở ngoài lớp học để vận dụng vào trong thực tiễn cuộc sống. Để thực hiện được cái kế hoạch bài dạy này thì chúng tôi xin có mấy cái ghi chú thế này. Thứ nhất là đối với mỗi bài dạy mà được thiết kế như vậy thì có thể được thực hiện trong nhiều tiết học, chứ không phải là chúng ta thiết kế nó để tổ chức trong một tiết học 45 phút. Để đảm bảo đủ thời gian dành cho mỗi hoạt động học của học sinh thực hiện hiệu quả, hệ thống câu hỏi bài tập ở trong hoạt động luyện tập ấy là các thầy cô lưu ý là làm sao đấy đảm bảo yêu cầu tối thiểu về số lượng nhưng mà đủ về thể loại, thì như vậy sẽ đáp ứng tốt được cái yêu cầu phát triển các cái kỹ năng cũng như phát triển năng lực của học sinh. Và cái việc vận dụng, hoạt động vận dụng đấy như tôi vừa nêu ấy là thực hiện đối với các cái bài học hoặc nhóm bài học có nội dung phù hợp và chủ yếu là giao cho học sinh thực hiện ở ngoài lớp học và để đưa cái sản phẩm, cái kết quả đến để chia sẻ trong lớp cũng như là để được thầy cô nhận xét và đánh giá. Ở trong cái kế hoạch bài dạy mà thiết kế như theo khung ở trên thì không cần nêu cụ thể cái lời nói của giáo viên và của học sinh. Đối với những kế hoạch này thì các thầy cô tập trung mô tả rõ về hoạt động cụ thể của giáo viên. Ở đây là giáo viên giao nhiệm vụ hay là yêu cầu hay là quan sát hay là theo dõi hay là hướng dẫn, nhận xét, gợi ý, kiểm tra, đánh giá các cái hoạt động học của học sinh như thế nào. Và nêu rõ cái hoạt động học của học sinh bao gồm có đọc, nghe, nhìn, viết, trình bày, báo cáo, tiến hành thí nghiệm, thực hành, vân vân, hoặc là thao tác và làm ra những cái điều gì mà giáo viên yêu cầu. Về các bước tổ chức một hoạt động như trên thì bây giờ tôi xin tóm lại là trong cả bốn cái hoạt động mà đã trình bày trong khung vừa rồi thì đều tuân thủ theo bốn bước. Bước thứ nhất là đối với mỗi hoạt động thì các thầy các cô phải chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh. Ở đây chuyển giao có nghĩa là giáo viên là người giao và học sinh là người nhận, thì phải trình bày thật là cụ thể. Đấy, giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh như thế nào, đọc, nghe, nhìn, làm cái gì, với thiết bị dạy học, học liệu cụ thể nào, để mà tất cả mọi học sinh đều phải hiểu rõ được nhiệm vụ mà mình sẽ phải làm. Cái thứ hai là khi mà học sinh thực hiện cái nhiệm vụ mà giáo viên giao, thì trong quá trình học sinh thực hiện thì giáo viên là người theo dõi hỗ trợ. Cụ thể là phải trình bày cụ thể được học sinh thực hiện nhiệm vụ đọc, nghe, nhìn, làm những gì mà giáo viên yêu cầu, rồi dự kiến những khó khăn mà học sinh có thể gặp phải, rồi kèm theo dự kiến các cái biện pháp cần hỗ trợ và dự kiến các mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của học sinh. Bước thứ ba đó là báo cáo thảo luận, thì giáo viên tổ chức điều hành, học sinh là người báo cáo thảo luận, thì trình bày thật là cụ thể cái ý đồ sư phạm của giáo viên trong cái việc lựa chọn các cái nhóm học sinh báo cáo hoặc là cái cách thức cho học sinh báo cáo. Chẳng hạn có thể là lớp thì nhiều nhóm nhưng có thể chỉ lấy một hay hai nhóm báo cáo thôi, nhưng mà làm rõ được những cái nội dung mà học sinh đã thực hiện, đặc biệt là quan tâm đến cái việc là tạo ra cái mâu thuẫn nhận thức đối với những cái báo cáo của các nhóm học sinh được lựa chọn, thì như vậy nó sẽ có vấn đề để mà tổ chức thảo luận nó hiệu quả hơn cho cái việc là thực hiện cái hoạt động học tương ứng với nó. Và cái bước cuối cùng là sau khi đã tổ chức cho học sinh báo cáo trao đổi thảo luận rồi thì các thầy các cô phải có kết luận, có nhận định, mà chúng ta hay dùng cái từ nó thông dụng đó là chốt lại các cái vấn đề. Ở đây chốt là cái gì? Đó là trình bày cụ thể về sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành theo yêu cầu. Thế rồi làm căn cứ để nhận xét, đánh giá các mức độ hoàn thành của học sinh trên thực tế tổ chức dạy học ở cái hoạt động đó trên lớp, và làm rõ vấn đề cần phải giải quyết, cần phải giải thích và nhiệm vụ học tập mà học sinh phải thực hiện tiếp theo. Như vậy ở đây là giáo viên cần phải biết rõ, tóm lại, chốt được các cái vấn đề về kiến thức và kỹ năng để mà học sinh để chính thức ghi nhận và vận dụng trong cái quá trình học tập tiếp theo cũng như là trong quá trình xử lý các cái tình huống trong thực tiễn của cuộc sống. Thì với cái cách thức như thế này thì chúng tôi muốn đưa ra cái hình cuối cùng này để các thầy cô hình dung là như vậy tổng thể về kế hoạch giáo dục của nhà trường thì nó sẽ có kế hoạch của các cái tổ chuyên môn trong nhà trường, và trong các cái kế hoạch của từng tổ chuyên môn thì nó sẽ có những cái hoạt động mà giao với nhau liên môn
đấy, để tổ chức thành các cái hoạt động tích hợp liên môn, và trong đó cũng có những cái nội dung giáo dục STEM. Thì ở một dịp khác chúng tôi sẽ trình bày với các thầy cô cái nội dung thực hiện cái giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông theo cái công văn của Bộ đã ban hành là công văn 3089 ấy. Thì trên cơ sở thực hiện được cái khung kế hoạch dạy học như chúng ta vừa trình bày, thì cái việc thực hiện các cái bài học theo cái phương thức giáo dục STEM thì cũng rất là thuận lợi. Thế và các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, thì ngoài cái môn học, cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là một cái nội dung trong chương trình học, thì những hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp mà gắn bó với, gọi là tích hợp gắn bó cùng với cái nội dung của các cái chương trình, các cái môn học cũng cần phải được xác định để mà tổ chức thực hiện sao cho nó đảm bảo hiệu quả theo cái khung kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục mà đã nêu ở phần trên. Thì trên đây là tất cả những cái nội dung yêu cầu hướng dẫn để các thầy cô tổ chức thực hiện, xây dựng và thực hiện cái kế hoạch giáo dục của nhà trường. Và trong cái đợt tập huấn lần này đối với lớp 9 ấy, đấy, cho cái năm học tiếp theo, thì chúng ta tập trung thực hành thật là cụ thể cái này để mà xây dựng được một kế hoạch giáo dục các cái môn học, hoạt động giáo dục đối với lớp 9 của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, trên cơ sở có những cái điều chỉnh bổ sung để mà đáp ứng được yêu cầu cho học sinh thực hiện chuẩn bị lên lớp 10 là bước vào thực hiện chương trình mới. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và xin chúc các thầy cô có một cái đợt tập huấn hiệu quả và có cái sản phẩm có chất lượng để chúng ta tiếp tục trở về các cái nhà trường tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô.